tôi đã chuẩn bị tất cả các quà cho bà con. Hôm nay là khoảng 170 phần, bao gồm có gạo, mì gói và nước tương. Gạo thì công ty An Nông, mì gói là công ty Nam Phúc và nước tương là của Kim. Và bây giờ thì là chúng tôi xin được giới thiệu là giờ chương trình ngày hôm nay á, là do là tôi đi công tác sớm, do đó là các bạn ở nhà sẽ chuẩn bị cho cái việc phát gạo. Và cái việc phát gạo ngày hôm nay á, là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn là trước